Ngày 1 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Khánh, Đồng Nai cho biết đã ra quyết định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Bình, 32 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, Đồng Nai để tiến hành điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan công an, Bình nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào chiều ngày 30 tháng 5, Bình điều khiển xe máy đến phòng giao dịch F88 tại đường Hồng Thập Tự, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh để tìm kiếm người sơ hở nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi đi, Bình mang theo trong người một con dao Thái Lan. Khi đến phòng giao dịch F88 lợi dụng thời điểm phòng giao dịch vắng vẻ, không có người ra vào và chỉ có mình chị LTTL là nhân viên đang trông coi nên Bình đã nhanh chóng rút dao hăm dọa nữ nhân viên rồi yêu cầu đưa tiền và điện thoại. Do sợ, nạn nhân không dám kháng cự và buộc phải mở ngăn kéo có chứa tiền. Thấy vậy, Bình cầm lấy một xấp tiền rồi đi ra ngoài và đe dọa nữ nhân viên này không được đuổi theo. Tuy nhiên, chị L vẫn chạy theo nên Bình nhanh chóng lên xe nổ máy bỏ chạy. Chị L tiếp tục nắm lấy phía sau đuôi xe máy thì Bình dùng dao đâm, cắt nhiều nhát vào tay khiến nữ nhân viên bị thương tích. Sau đó, Bình chạy bộ ra ngoài tìm cách lẩn trốn nhưng bị người dân vây bắt. Tên cướp dùng dao chống trả nhưng sau đó bị khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở công an. Công an thu giữ một con dao Thái Lan, điện thoại di động hiệu iPhone 15 Pro màu đen và số tiền 21.502.000 đồng mà Bình cướp của nữ nhân viên. Riêng chị L bị thương ở ngón tay, không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe đã ổn định.